Chào mừng các em cùng học tiếng Anh với thầy Duy Nguyễn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng sửa đề năm 2018, bài reading trong mã đề 402, In this modern world where closed circuit television cameras. Mình sẽ đọc một bài đọc nói về một thế giới ngập tràn camera ghi hình ảnh thì sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ vào nội dung bài học. Thì các em sẽ nhìn thấy trong cái slide đầu tiên của chúng ta như thế này. Trong một cái thế giới hiện đại này, nơi mà những closed circuit television, CCTV camera thì có mặt ở khắp mọi nơi và điện thoại thông minh thì có ở trong túi quần, thì cái việc quay phim của đời sống hàng ngày thì trở nên rất là pervasive. Rất nhiều đất nước thì đã bắt đầu rolling out những cái body cams, những chiếc camera gắn trên cơ thể để cho lực lượng cảnh sát và những cái agency, là những cái cơ quan công cộng, những cái cơ quan công cộng khác như là trường học, ủy ban hoặc là bệnh viện thì cũng bắt đầu là trải nghiệm cái việc lắp camera cho nhân viên của họ. Những cái người dân, những người công dân thì cũng bắt đầu getting on the act too. Những người công dân thì cũng bắt tay vào hành động như vậy luôn. Những người công dân đó là ai? Là những người đi xe đạp. Những người đi xe đạp là thường xuyên họ sẽ đội những cái head cams như là một cách để ngăn ngừa những cái tài xế lái xe hung hãn. Và bởi vì cái công nghệ camera càng lúc càng nhỏ và càng rẻ hơn thì không khó để chúng ta có thể envisage một cái tương lai nơi mà chúng ta thì thực hiện cái hành động quay phim tất cả mọi thứ, mọi thời gian và tất cả mọi phương hướng. Thì thầy mới giao dịch cho các em đoạn đầu tiên. Giờ mình sẽ hiểu rõ những cái từ in đậm nó là như thế nào, thì các em sẽ hiểu bài reading dễ dàng hơn. Thì trong một cái thế giới hiện đại này, vậy thế giới hiện đại này là thế giới hiện đại nào? Là cái thế giới mà camera của closed circuit television thì tràn lan khắp mọi nơi, và cái thế giới mà điện thoại, smartphone thì có trong mọi cái túi quần. Vậy điều đó chứng tỏ rằng là gì? Trong một thế giới mà cái camera của CCTV tràn lan khắp mọi nơi và tất cả mọi người đều có điện thoại thông minh thì như thế nào? Thì cái thói quen vây phim những hoạt động cho đời sống hàng ngày thì trở nên một điều hết sức phổ biến. Và chúng ta đáng nghĩa của từ này pervasive là phổ biến, vì ai cũng có điện thoại smartphone cả thì việc quay phim sẽ trở nên một việc hết sức phổ biến. Rất nhiều công ty đã bắt đầu tung ra, rất nhiều quốc gia thì bắt đầu tung ra thị trường những chiếc camera được gắn trên người để trang bị cho cảnh sát. Vậy mình có từ rolling out là từ release, là tung ra, tung ra những cái chiếc camera gắn trên người cho cảnh sát. Còn các cơ quan trường học khác như là, các cơ quan công cộng khác như là trường học, ủy ban và bệnh viện thì cũng bắt đầu thí nghiệm camera cho nhân viên của họ. Vậy trong trường hợp này mình có thể hiểu là thí nghiệm camera có nghĩa là cung cấp cho nhân viên của họ những cái chiếc body cams. Những cái người công dân là chúng ta đây nè, cũng getting on the act. Mình học cái idiom này nha. Getting on the act nó có nghĩa là take advantage of something. Những người công dân thường như chúng ta thì cũng tận dụng cái tình huống này. Đó là chúng ta cũng bắt đầu đeo camera luôn. Thì những người đi xe đạp là họ sẽ đeo head cams. Họ đeo head cam giống như là một cách prevention, một cách ngăn ngừa những aggressive driver, là những người tài xế hung hãn. Bởi vì cái công nghệ camera càng lúc càng nhỏ và càng rẻ thì không khó để envisage cái tương lai chúng ta. Vậy từ envisage trong trường hợp này là imagine, là tưởng tượng. Tưởng tượng ra tương lai của chúng ta như thế nào, khi bất cứ mọi người chúng ta đều có thể quay phim về những thứ xảy ra trong đời sống hàng ngày và bất cứ thời gian nào. Đó là đoạn 1. Could that be a good thing? Liệu điều đó có phải là một điều tốt hay không? Vậy điều đó là gì? Thì mình phải hiểu, mình phải biết được bằng cách mình quay trở lại slide trước. Thì slide đằng trước người ta nói là cái điều mà tương lai của chúng ta là chúng ta sẽ quay phim tất cả mọi thứ và mọi thời gian và mọi không gian. Ok. Vậy liệu cái việc mà chúng ta quay phim mọi lúc mọi nơi như vậy đó có phải là điều tốt hay không? There are some obvious potential upsides. Có rất nhiều cái upside, là có rất nhiều cái benefits, là có rất nhiều cái lợi ích hiển nhiên
Nếu như người ta biết là người ta bị camera ghi hình lại, on camera là bị ghi hình lại, especially when at work or using public services, đặc biệt là khi họ làm việc hoặc là khi họ sử dụng các dịch vụ công cộng, they are surely less likely to misbehave, thì chắc chắn rằng là họ sẽ giảm cái khả năng mà họ thực hiện những hành vi sai trái. Okay. The available evidence suggests that, những cái bằng chứng mà có sẵn thì chỉ ra rằng cái việc mà lắp đặt camera nó sẽ làm hạn chế những cái hành vi giống như là hành vi phá hoại của công. Một cái lợi ích khác là, ok, chỉ trong đoạn này mình dựa vào cái từ another upside thì mình biết rằng là cái đoạn này đang nói về lợi ích của việc lắp đặt camera. Ok ha. Cái lợi ích thứ nhất là nếu như người ta biết người ta bị camera ghi lại thì người ta sẽ rất ít khi làm những điều mà misbehave, những điều không đúng đắn. Một cái lợi ích khác nữa là những cái người mà phạm tội, crime là phạm tội, thì rất khó để get away, rất khó để trốn tội, evade blame là đổ thừa trách nhiệm cho người khác. Ok, vậy đoạn này đang nói về lợi ích của việc lắp đặt camera. Chúng ta qua đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba bắt đầu bằng chữ but, vậy chắc chắn đoạn thứ ba sẽ nói về mặt tiêu cực của việc lắp đặt camera. Nhưng mà một thế giới mà luôn ngập tràn camera thì có thể có những cái ảnh hưởng tiêu cực đáng kể. Từ subtle bằng nghĩa với từ noticeable là đáng kể. The deluge of data, một lượng lớn dữ liệu mà chúng ta đổ vào trong bàn tay của Google, của Facebook hoặc là các công ty truyền thông khác thì chứng minh rằng có một cái mixed blessing. Vậy mình sẽ đoán nghĩa của từ mixed blessing ở chỗ này nè, dựa vào câu phía sau để đoán nghĩa của từ mixed blessing. Những cái công ty này, những công ty này là Google, là Facebook nè, thì chắc chắn, no doubt, mình nghĩa là không có nghi ngờ gì thì chúng ta nghĩa là chắc chắn nha. Các công ty này chắc chắn sẽ sẵn sàng upload những video của chúng ta và sẽ care for và sẽ sàng lọc và chăm sóc những cái body cam data for free và chăm sóc những cái dữ liệu camera của chúng ta một cách miễn phí. Nhưng mà cái giá phải trả cho cái quyền riêng tư và cái sự tự do của chúng ta là gì? Đúng không? Thì chúng ta dựa vào từ bớt ngay chỗ này nè. Chúng ta thấy là chúng ta được một cái lợi ích là những công ty truyền thông sẽ upload những cái video của chúng ta lên mạng miễn phí và quản lý những cái video đó cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta bị một cái giá phải trả là cái privacy và cái freedom of choice của mình sẽ bị giới hạn trở lại. Vậy mình có cái từ a mixed blessing ngay chỗ này là both good and bad, vừa vừa có điểm tốt mà vừa có điểm xấu. Cái từ curate nó có nghĩa là select and care for, lựa chọn và chăm sóc các em nha. Thì thí dụ như mình thấy là những người kiểm duyệt Facebook á, thì có những video upload lên thì những video đó không violate the community standard, những video đó không có vi phạm cái tiêu chuẩn của cộng đồng thì những video đó sẽ được uploaded. Còn những cái video mà vi phạm tiêu chuẩn của cộng đồng thì nó không được uploaded. Thì cái quá trình mà video có được upload hay không thì đó chính là cái quá trình mà những nhà kiểm duyệt Facebook người ta curate những cái video của mình. Để ha, cho nghe chỗ này mình sẽ hiểu rằng là chắc chắn Facebook sẽ cho phép chúng ta upload, sẽ kiểm duyệt các video của chúng ta và sẽ chăm sóc video của chúng ta miễn phí luôn. Nhưng mà video của mình up lên như vậy thì mình đâu còn quyền riêng tư và mình đâu còn cái gì gọi là liên quan tới cá nhân của mình nữa. Nhưng mình sẽ hiểu nghĩa cái từ a mixed blessing là một điều vừa tốt mà một điều vừa xấu. Được vậy ha? Vậy chúng ta vừa đi qua ba đoạn đầu tiên. Đoạn thứ nhất là đưa ra cái vấn đề là ngày nay camera tràn lan khắp mọi nơi, người ta sử dụng body cam là những chiếc camera gắn lên cơ thể nè, và những người đi xe đạp thì là dùng head cam là những chiếc camera và gắn lên trên cái nón bảo hộ của người ta, được chưa? Thì cái đoạn thứ hai nó hỏi là liệu mà cái thế giới ngập tràn camera như vậy có phải là điều tốt không? Thì đoạn hai nó nói là tốt, nhưng mà qua đoạn ba thì nó nói là xấu, không có tốt. Giờ chúng ta qua đoạn thứ tư nha. Đoạn thứ tư mình thấy từ also, kem chuối và từ also là cũng, đúng không? Mà đoạn thứ tư này đang nói ý, đang nói ý với đoạn thứ ba. Thì đoạn thứ ba đang nói về tác hại của việc lắp đặt camera. Thì thông qua chữ also này,
Chúng ta cũng biết rằng đoạn thứ tư đang nói về tác hại của camera. Được chưa các em? Chúng ta dịch tiếp nha. Cái dữ liệu từ những chiếc camera mà gắn trên người của chúng ta thì cũng có thể tạo ra một cái my field legal. Thì cái từ my field chính là từ problem, còn thì legal là hợp pháp. Nếu như thầy dịch nghĩa là những cái vấn đề hợp pháp thì các em không hiểu, đúng không? Thì cái từ legal my field trong trường hợp này nó có nghĩa là những cái vấn đề mà có thể gây ra những cái hiểm họa, những cái tranh chấp về sau. Ok, như vậy ha. Vậy là cái việc mà chúng ta quay camera như vậy thì chắc chắn nó sẽ để lại những cái hệ lụy về sau. Hệ lụy đó là gì? Đó chính là dispute. Dispute là tranh cãi. À, những cái tranh cãi về tính xác thực và cái việc lý giải cho các cảnh quay của cảnh sát thì đã được người ta quan tâm tới, người ta đề cập tới. Và cuối cùng thì những cái sự kiện mà không được camera ghi hình lại thì thường sẽ bị xem như là sự việc đó không có xảy ra. Nhưng mà những cái bằng chứng do camera ghi lại thì cũng có thể làm giả mạo để đổ lỗi hoặc là buộc tội những người khác. À, mình có từ đó play là đổ lỗi và từ incriminate là buộc tội. Như vậy mình thấy ngay chỗ này, cái đoạn này nó nói về cái việc mà camera quay lại thì nó ghi hình lại thì nó có thể tạo nên một cái legal minefield. Legal minefield ngay chỗ này là gì? Những cái hệ lụy ngay này là gì? Người ta nói là nếu như không có camera thì có một số sự kiện là sẽ bị nhắm mắt ngó lơ luôn, coi như sự việc đó không có xảy ra, mặc dù là nó sai rành rành. Nhưng người ta cũng quan ngại là một số cái góc quay, một số cảnh quay có thể cắt ghép, có thể chỉnh sửa. Thì cái việc đó, những cái chứng cứ đó nó không có tính chân thật. Và cái mục đích của việc đó là để đổ lỗi cho những người vô tội khác. Thì đó cũng chính là cái vấn đề gây tranh cãi. Cái mặt xấu đó của camera đó là gây lên sự tranh cãi của mọi người. Of course, dĩ nhiên. There are greater arguments that, ok, ngay chỗ này vẫn còn tiếp tục là tranh cãi đó nè, argument là tranh cãi. Tuy nhiên, vẫn có tranh cãi là nếu như bạn not doing anything wrong, bạn không làm điều gì sai, you have nothing to fear, thì bạn không có gì phải lo sợ cả. But Marx will have done something embarrassing or even illegal that they regret and would prefer they hadn't been caught on film. Nhưng mà những người mà đã làm cái điều gì có tính chất xấu hổ rồi, hoặc thậm chí là những điều mà bất hợp pháp, thì họ cảm thấy là họ hối hận và họ ước gì họ đừng có bị camera gây lại, ghi hình lại. People are very censored their social media feeds. Và người ta cũng đã kiểm duyệt những cái social media feeds, cái bản tin của người ta. Từ censor là kiểm duyệt, okay. Người ta kiểm duyệt to avoid doing anything incriminating, để tránh rằng là họ làm những cái hành vi gì vi phạm pháp luật trước mắt của mọi người. For fear of damaging their reputation, và vì họ sợ rằng là hủy hoại cái danh tiếng, tên tuổi của họ. Thầy dịch như vậy khó hiểu đúng không? Thì thầy sẽ clarify, thầy giải thích cho các em hiểu nè. Ngay cái chỗ mà người ta censor cái social media face là gì, đúng không? Người ta kiểm duyệt bản tin của họ. Cái bản tin này giống như là cái timeline, cái dòng thời gian của mấy em á. Hồi các em còn nhỏ thì mấy em viết rất là linh tinh, ví dụ là hôm nay bầu trời màu xanh, bỗng nhiên rất là nhớ anh, ví dụ như vậy. Nhưng mà sau này thì các em cảm thấy nó rất là trẻ con quá, thì mấy em sẽ xóa những cái bài viết đó đi. Hoặc là các em chơi với bạn của mình và vô tình là các em giả sử là có một số người người ta chơi đánh bài đi, thì cái hình ảnh đó được up lên trên mạng thì người ta kiểm xem có dính tới hình ảnh của họ không. Nếu có hình ảnh của họ mà nằm trong dòng thời gian của họ thì họ sẽ ẩn cái bài viết đó đi. Lý do là họ sợ người khác sẽ đánh giá họ, sẽ ảnh hưởng tới cái tên tuổi của họ. Thì nghĩa của nó là như vậy. Vậy cái câu hỏi người ta đặt ra cuối cùng nè, các em hãy chú ý cái câu hỏi cuối này thì nó sẽ dẫn ra cái ý chính của đoạn tiếp theo. You be quitters, mình đoán nghĩa của từ này nha. Liệu một cái việc mà cái body cam nó ubiquitous thì có ảnh hưởng đáng sợ lên cái quyền tự do của chúng ta hay không? Thì mình trả lời bài trên là cái CCTV tràn lan khắp mọi nơi và cái smartphone thì ai cũng có hết. Thì mình sẽ biết cái từ ubiquitous này, mình đoán nghĩa nó là everywhere, tràn lan.
Việc cái liệu mà camera body cam tràn lan như vậy thì có ảnh hưởng tiêu cực như thế nào lên cái sự tự do của chúng ta hay không? Thì chắc chắn là trong cái đoạn tiếp theo nó có thể nói về những cái ảnh hưởng tiêu cực lên sự tự do của chúng ta. À, thì cái câu cuối của đoạn này thì có thể là ý chính của cái đoạn tiếp theo. Thì đây nè, đây. Cái từ ubiquitous chính là cái từ always on camera, việc mà camera tràn lan đây. Một cái thế giới nơi mà camera tràn lan thì chắc chắn sẽ đe dọa những cái tính trạng mà tính trạng đó biến chúng ta thành con người khó hiểu đúng không? Thầy dịch tiếp nha, thì sau đó các em sẽ hiểu thôi. Bản chất thì chúng ta là những người tám chuyện và chúng ta là những người ăn cháo đá bát, backbiter, mình cắn vào cái lưng của người khác thì mình gọi là ăn cháo đá bát, không phải là thầy chửi chúng ta đâu, nhưng mà cái bài đọc này nó nói bản chất của chúng ta, cơ cấu sinh học của chúng ta là như vậy. Chúng ta là những người rất rất buôn chuyện của người khác và chúng ta rất là những người rất là ăn cháo đá bát. Và trong khi những cái tính trạng này thì chính là gossip và backbiter đó, là những cái điều mà không ai mong muốn cả, là những cái hành vi mà không ai muốn thể hiện ra cả. Nhưng những cái hành vi mà nhóm như tám chuyện hoặc là nói xấu người khác hoặc là backbiter đó, nó là all the rules of our social interaction. Mình có social interaction là tương tác xã hội. Còn cái từ all the rules là prepare, là bôi trơn, là thúc đẩy, là tạo ra. Thì trong khi những cái tính trạng đó là những tính xấu, mình rất quê, mình không có dám thể hiện ra. Nhưng mà những cái tính trạng đó thì nó lại thúc đẩy cho cái sự giao tiếp của xã hội. Đúng không? Thúc đẩy sự giao tiếp xã hội là gì? Có nghĩa là khi hai ba người ngồi lại với nhau thì mình thường theo bản tính đó là mình sẽ nói xấu một người khác. À, mình rất thích nói xấu người khác. Nhưng mà trong một số trường hợp thì mình không có dám nói xấu người khác vì mình biết rằng là cái việc nói xấu đó nó có thể ảnh hưởng tới cái tên tuổi của mình đó, cái phía trước đó người ta muốn giữ gìn tên tuổi của mình đó, cho nên mình không có tham gia nói xấu vào người khác vậy ha. Rồi như vậy thì mình nói là vì cái việc cho nên cái việc mà nói xấu người khác hoặc là việc backbiter đó, thì nó lại là một cái điều hết sức hiển nhiên để nó giúp cho mọi người trong xã hội giao tiếp với nhau. Một khi mà những người trong xã hội á họ tin rằng là họ đã bị quay phim lại, họ đã bị camera ghi hình lại, thì chắc chắn là họ sẽ im lặng, họ không dám nói gì hết, đúng không? Một khi mình biết mình bị camera ghi lại thì làm sao mình dám nói xấu người khác được, đúng không nè? Mình lại có một cái từ argument nữa nè, một cái tranh luận về in relation to, mình dịch là về việc ha, cái tranh luận mà liên quan tới cái việc những người mà sở hữu chiếc body cam á, là những cái chiếc camera mà gắn lên người á, thì cái tranh luận nó giống như cái việc mà người ta sở hữu súng vậy. Một khi là bạn đã đạt tới một cái chữ này đọc là threshold, threshold mình dịch là ngưỡng ha. Một khi bạn đã đạt tới một cái ngưỡng nhất định thì chắc chắn người ta sẽ cảm thấy rằng là người ta cần có một cái chính sách để bảo vệ người ta. Cái này thì chắc khó hiểu với các em đúng không? Tại vì ở nước ngoài thì là mỗi người dân thì người ta được quyền sử dụng, tùy đất nước nha, thì người ta được quyền sử dụng súng để bảo vệ bản thân người ta. Nhưng mà khi sử dụng súng thì chắc chắn là người ta phải ban hành cái insurance policy, cái chính sách bảo hiểm, cái chính sách an toàn cho người ta. Thì bây giờ người ta nói nè, cái tranh cãi mà liên quan tới việc mà người người nhà nhà sử dụng camera để quay hình lại như vậy á, thì từ từ nó sẽ tiến tới một cái ngưỡng là chúng ta đòi hỏi mình phải có cái chính sách bảo bảo chính sách bảo hiểm cho mình. À, we are nowhere near the point yet, có nghĩa là tính cái thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa có tính tới cái việc là mình phải đòi cái phí bảo hiểm nếu như mình bị camera ghi hình lại. Nhưng mà chúng ta hãy nên suy nghĩ thật chắc chắn rằng liệu chúng ta có muốn nghe người khác nói cái câu ánh sáng camera kìa diễn thôi hay không. À, ok, vậy bài đọc này là gì? Thứ nhất là giới thiệu về camera tràn lan khắp mọi nơi, về body cam nè, về head cam nè, người ta cũng nói về những lợi ích của camera và người ta cũng nói về những cái mặt hạn chế, những cái bất lợi của camera gây lại. Thì có những cái tranh cãi liên quan tới cái legal minefields, những cái vấn đề pháp lý liên quan tới camera, một số người ủng hộ thì một số người không ủng hộ. Người ta nói rằng là chứng cứ camera có thể làm giả nè, rồi nếu như một thế giới mà luôn ngập tràn camera thì con người ta sẽ không dám nói xấu người khác nè, con người ta sẽ không dám backbiter nè. Rồi nếu như một thế giới mà ngập tràn camera
thì tới một lúc nào đó thì người ta cũng đòi hỏi cái insurance policy. Như vậy là bài này nghiêng về mặt tốt hay là mặt xấu của camera các em nhỉ? Thì đó chính là mặt xấu của camera, để vậy ha. Rồi, thì chúng ta mới vừa dịch xong cái bài reading trong mã 402 của đề A018. Bây giờ thầy cùng các em sẽ cận chọn cái câu trắc nghiệm này nha. Thì câu 35 người ta hỏi chúng ta là ý chính của cái bài này là gì? Mình có cái từ obsession là mình suy nghĩ quá nhiều. À, mình suy nghĩ quá nhiều thì có hai cách để mình dịch nghĩa. Thứ nhất mình sẽ dịch là nghiện, nghiện, và thứ hai là nỗi sợ. Thì trong trường hợp này mình sẽ dịch là nỗi sợ của cộng đồng về kỹ thuật hiện đại, về công nghệ hiện đại. À, khi các em làm câu 35 thì các em phải nghĩ cho thầy là ý nào rộng so với bài, ý nào hẹp so với bài, ý nào không liên quan với bài và ý nào sẽ là ý chính. Ok ha. Thì câu A mình sẽ là cái nỗi sợ của cộng đồng về cái công nghệ hiện đại. Thì các em có cảm thấy nó chung chung quá không? Cái chung chung là gì? Tại vì bài đọc của mình là đang nói về camera mà câu A nó lại dùng là modern technology là công nghệ hiện đại. Đúng không? Công nghệ hiện đại thì ngoài camera còn có thêm những yếu tố khác nữa. Vậy câu A ngay chỗ này thầy tạm thời thầy sẽ nói là nó là một ý rộng so với bài đọc này. Cô B, do you biết quality of camera, cái việc mà camera sử dụng tràn lan, and insurance problem và những vấn đề phát sinh. Cái từ insurance mình dịch là phát sinh nè. Câu này có lý nè. Vì sao có lý? Vì có chữ camera và có từ problems, đúng không? Vấn đề. Còn câu C, legal disputes là những cái tranh chấp, fuel là nhiên liệu. Vậy là những cái tranh chấp mà bị nhiên liệu thì mình dịch là bị gây ra. À, những cái tranh chấp mà bị kích cầu, bị tạo ra bởi dữ liệu của camera. Ok, những tranh chấp bị tạo ra bởi dữ liệu của cái body cam, đúng không? Thì trên bài của mình là còn có head cam nữa chứ không phải là chỉ là body cam không. Thì cái body cam này thì thầy sẽ gọi nó là ý hẹp so với cái bài. Câu D, data overload experience by social network user. Mình có cái experience là rút gọn nè. Ok, cái việc mà social network user, cái việc mà những người sử dụng mạng xã hội phải trải nghiệm cái việc quá tải thông tin, cái việc quá tải thông tin thì chi tiết này nó không liên quan tới bài đọc. Mình chỉ có đề cập tới chi tiết là Facebook cho việc mình upload những thông tin lên nhưng mà mình sẽ mất đi sự tự do. Rồi mình sẽ censor những cái newsfeed của mình để mình giữ gìn hình ảnh của mình. Chứ nó không có đề cập tới cái việc là quá tải thông tin. Vậy câu 35 rất hay ha. Câu 3 câu A là ý rộng so với bài. Câu C là ý hẹp so với nội dung của bài. Câu D là không liên quan với bài. Vậy cuối cùng mình sẽ chọn đáp án đó chính là câu B. Hay chúng ta chọn đáp án là câu B. Là cái việc sử dụng camera tràn lan và những hậu quả phát sinh của nó. Câu 36, cái từ invisage thì mình nói là không có để invisage một cái thế giới mà tất cả mọi người đều quay phim cả. Vậy từ invisage là tưởng tượng là từ imagine. Nhưng mà đề năm này cho khó chúng ta có từ embrace là ôm, từ fantasize là hư cấu, hư cấu là không có thật á. Reject là phản đối và từ visualize. Visual là gì? Visual là liên quan tới mắt của chúng ta. Vậy visualize là hình dung, ok? Vậy từ visualize nó đồng nghĩa với từ imagine và từ envisage. Các em ha, chọn câu D. Câu 37, theo như đoạn văn số 2 thì misbehavior bear, cái từ misbehavior nó đồng nghĩa với từ misconduct. À, những cái thói quen xấu thì sẽ bị ngăn cản nếu như những người offender potential, offender là những người vi phạm, potential là tiềm năng thì mình dịch là những người hay vi phạm. Theo giai đoạn 2 thì những hành vi xấu sẽ bị hạn chế nếu như những người hay vi phạm họ như thế nào? Câu A, are aware of being filmed at a time, họ nhận thức được rằng là họ bị quay phim. Câu B, know that they may be subjected to criticism. Cái cụm từ mà be subjected to nè thì các em cứ dịch cho hay là bị nha, biết rằng là họ bị chỉ trích. Câu C,
realize that they may be publicly punished, biết rằng là họ sẽ bị phạt trước mọi người, đem ra nơi công cộng và phạt, mình gọi là publicly punished, bị phạt trước mặt mọi người. Could they are employed in public sector, họ được thuê vào làm việc trong cái môi trường công, môi trường nhà nước á, thì mình sẽ chọn đó chính là câu E. Khi mà người ta biết rằng người ta bị camera ghi hình lại thì người ta hạn chế cái việc người ta vi phạm. Câu 38, từ mixed blessing hồi nãy mình làm rồi nè, đúng không? Vừa có điểm tốt mà vừa có điểm xấu, ok ha. Những cái công ty như Facebook á, upload dữ liệu miễn phí nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ mất đi cái quyền tự do của mình, thì cả tốt và cả xấu, thì mình sẽ chọn câu C, both advantages and disadvantages. Câu 39, tác giả ngụ ý cái gì từ đoạn thứ 3? Đoạn thứ 3 là cái đoạn mà mình upload những cái video của mình lên Facebook, rồi Facebook sẽ quản lý dữ liệu giúp mình. Ok, Facebook không tính toán gì hết, nhưng mà mình sẽ bị mất quyền tự do. Thì câu A ngay chỗ này, người ta nói là những người sở hữu cái body cam thì cuối cùng là sẽ làm give to information overload. Cái overload là quá tải á, give rise to là làm tăng. Vậy mình hiểu là gì? Những cái người mà sử dụng body cam á, thì họ tới ngày họ cứ quay và họ cứ upload lên trên Facebook, thì họ sẽ gây quá tải thông tin cho chúng ta. Ok, raises public concern. Tới ngày người ta cứ quay rồi người ta cứ up clip, quay rồi cứ up clip, làm cho cộng đồng phải quan tâm tới. Câu B, social network là mạng xã hội thì cho phép người dùng cái tự do lựa chọn trong khi tước đoạt của họ sự riêng tư và cái tính ẩn danh. Cái từ derive of là tước đoạt, privacy là quyền riêng tư và anonymity là tính ẩn danh. Thì câu B đúng nè. Câu B là cái câu mà chúng ta mới nói á, đúng không? A greater freedom of choice là quyền tự do, có nghĩa là Facebook upload dữ liệu cho mình nè. Ok, bạn quay thì mình up, nhưng mà người ta hỏi là what is the price, what is the cost for your privacy, what is the price, cái giá phải trả cho cái quyền riêng tư và cái tính ẩn danh của bạn là gì. Vậy đó chính là câu B ha. Câu C, mình chứng minh câu C với câu D tại sao sai nè. Câu C nó là những công ty như là Facebook have their own intention, họ có ý định của riêng họ đằng sau cái việc mà họ sẵn sàng chăm sóc dữ liệu của người dùng. Không ha, trên bài không có đề cập. Người ta chỉ nói là Facebook upload dữ liệu miễn phí thôi. Còn câu D, Google và những cái enterprises là công ty, Google và những cái công ty tương tự thì sẽ refrain là hạn chế thu gom cái dữ liệu của khách hàng cho mục đích bất hợp pháp. Thì mình xem nào, cái câu này thì trên bài người ta không có đề cập tới thì mình không có thể suy luận được. Câu số 40, người ta đề cập trong đoạn 4, những cái sự kiện mà unrecorded, những sự kiện mà không được ghi hình lại á, thì sẽ như thế nào? Câu A, go unnoticed là không được chú ý, be ignored và bị lãng quên hoàn toàn. Câu B, manipulated mình gọi là thao túng, có thể bị thao túng để buộc tội những người vô tội. Câu C, nên để cho cộng đồng giải thích, cộng đồng hiểu. Và câu C, provoke là khơi gợi làm dấy lên những cái tranh cãi hợp pháp giữa các công ty truyền thông. Thì trên bài nó nói là dấy lên tranh cãi giữa mọi người thôi, giữa cộng đồng thôi, chứ không có công ty truyền thông ở đây. Vậy câu D sai ở chữ media companies. Còn cái câu B mà bị thao túng để buộc tội người vô tội á, thì cái đó là những người mà người ta nói rằng là chứng cứ camera cũng có thể drop, cũng có thể làm giả được mà, cũng có thể fake được mà, đúng không? Cho nên nếu mà sự kiện đó không có bị quay lại thì làm giả ở đường nào? Cho nên là mình phải chọn là câu A ha. Mình chọn là câu A. Câu số 45, theo như đoạn 5, thì tại sao người sử dụng mạng xã hội thì cẩn thận khi mà họ lên online? Câu E, bởi vì họ hối hận là họ làm một cái gì đó sai trái, không đúng luật. Câu B, bởi vì họ phản đối những cái bản tin của họ mà không có được kiểm duyệt. Câu C, bởi vì họ tránh bị phát hiện ra.
nơi công cộng, và câu D là bởi vì họ muốn giữ gìn hình ảnh của họ. Cái này thì hồi nãy chúng ta đã dịch rồi ha, họ muốn giữ gìn hình ảnh của họ. Câu 42, người ta hỏi cái từ đây thay thế cho cái gì? Từ đây trong đoạn số 6 thì chúng ta kéo lên nào. Từ đây, đây, một khi người ta phát hiện ra rằng là họ bị quay phim, vậy từ đây này sẽ thay thế cho cái từ people, là từ đây nha, chỗ này mình sẽ thay thế cho từ people. Rồi, vậy đây câu cuối cùng, câu 42 chúng ta sẽ chọn là câu D, people. Rồi, như vậy chúng ta đã sửa xong cái bài reading này rồi các em nha. Và sau khi các em xem video xong, các em hãy để lại một chiếc comment thể hiện dấu ấn của các em ở trong phần bình luận của video này nhé. Vậy nha, học tiếng Anh tiến bộ vui vẻ và cùng thoải mái với thầy Duy Nguyễn các em nha. Chào tạm biệt các em.